Mr. Nawaz hạ mình trước kẻ thù, phan sắc đẹp mỹ mai, tất cả cũng chỉ vì lợi ích kinh tế. Trang thông tin Miss Sociology chia sẻ hình ảnh top 10 Miss Grand International 2022 đã có chuyến công tác tại Philippines, bất chấp lời cảnh cáo trước đó. Khán giả nghi ngờ hai bên đã làm hòa và sắp hợp tác cùng nhau. Miss Sociology là một chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng xuất phát tại Philippines, được khán giả theo dõi và tin tưởng. Tuy nhiên, cũng nhiều lần thông tin mà chuyên trang này đăng tải không đúng sự thật và gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhân vật được đưa tin. Đơn cử như lần Miss Grand International 2019 tổ chức ở Venezuela, Miss Sociology tuy chưa xác thực nhưng đã lên tin khách sạn nơi các thí sinh lưu trú bị cháy. Ngay lập tức, điều này khiến Mr. Nawaz tức giận và tuyên bố không cần chuyên trang này cập nhật thông tin về cuộc thi của mình về sau. Sự kiện trên chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến giữa ông Nawaz và Miss Sociology. Nhiều lần chuyên trang này không thừa nhận Miss Grand nằm trong Big 5 cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới. Vị trí đó họ xếp cho Miss Earth, cuộc thi mà ông Nawaz cho rằng Earth Top không uy tín bằng của mình. Gần đây nhất, Miss Sociology cà khịa Hoa hậu Thủy Tiên trở về nước nhưng không nhận được sự chào đón của khán giả quê nhà, dù đó chỉ là sự hiểu lầm. Đỉnh điểm là khi chuyên trang này đăng tải hình ảnh của Thủy Tiên so sánh cùng các hoa hậu khác. Ông Nawaz thực sự nóng giận và vội vàng cập nhật tuyên bố của mình trên trang chủ Miss Grand International, trực tiếp nhắc đến Miss Sociology, yêu cầu xóa ngay bức ảnh và không muốn liên quan gì đến nhau. Ngài chủ tịch còn có ý định đưa sự việc ra tòa nếu như phía chuyên trang không có hành động phản hồi tích cực. Những tưởng cả hai bên sẽ mãi mãi không cùng chiến tuyến, vậy mà mới đây động thái của Miss Sociology đã khiến khán giả nghi ngờ họ đã làm hòa và có thể sẽ hợp tác trong tương lai. Cụ thể, Miss Sociology chia sẻ hình ảnh top 10 Miss Grand International 2022 đang có chuyến công tác tại Philippines. Điều này chắc chắn đã phải nhận được sự cho phép của Mr. Nawaz. Có lẽ ông muốn truyền thông chú ý đến các cô gái khi ở đây. Có thể nói, mặc dù gây nhiều tranh cãi, song không thể phủ nhận Miss Grand International đang là một trong những cuộc thi nhan sắc nhận được nhiều sự chú ý. Cuộc thi ngày càng được biết đến nhiều hơn và chất lượng thí sinh được nâng cao qua mỗi năm. Mới đây, thêm một chiến binh nghìn máu đã xuất hiện, hứa hẹn quậy banh sân khấu Miss Grand International 2023 tổ chức tại Việt Nam. Theo đó, ngày 23 tháng 11, Miss Grand Myanmar, Hoa hậu Hòa bình Myanmar, tổ chức buổi lễ công bố đại diện dự thi năm 2023. Từ 7 ứng cử viên sáng giá, họ quyết định trao cơ hội cho người đẹp Nini Lin Eun, 23 tuổi. Nini Lin Eun không giấu nỗi hạnh phúc khi được người tiền nhiệm A.E. Anston đội vương miện. Trên tài khoản cá nhân, cô gửi lời cảm ơn đến gia đình người hâm mộ và đặc biệt là tổ chức Miss Grand Myanmar. Như vậy, Myanmar là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên công bố thí sinh tại Miss Grand International năm sau. Dự kiến mùa giải Miss Grand International 2023 sẽ tổ chức ở Việt Nam. Theo ASEAN Bayern, Nini Lin Eun cao 1m67, mang nét đậm chất châu Á. Cô theo học chuyên ngành xây dựng ở Học viện BCR Singapore. Hiện tại, Nini Lin Eun hoạt động với tư cách người mẫu tự do ở phía bắc đảo quốc sư tử. Nini Lin Eun được giới thiệu có trình độ tiếng Anh tốt, nhờ kinh nghiệm làm mẫu, người đẹp tỏ ra tự tin, biết cách khiến mình nổi bật trên sàn diễn. Đây là điểm khác biệt của cô so với những đại diện trước. Việc Nini Lin Eun đăng quang Miss Grand Myanmar không gây tranh cãi, số đông khán giả nước này hài lòng kết quả, có những nhận xét tích cực và đặt kỳ vọng Hoa hậu tiến vào top 10 hoặc thành tích cao hơn trong cuộc thi tới. Ban đầu, Nini Lin Eun dự định thử sức Hoa hậu Hoàng vũ Myanmar, nhưng cô phải rút lui vì mẹ có vấn đề sức khỏe. Theo Miss Sociology, so với các nước châu Á như Philippines hay Thái Lan, chất lượng thí sinh Hoa hậu Myanmar chưa đủ mạnh. Thành tích của nước này trên bản đồ sắc đẹp quốc tế cũng không ấn tượng.